Alo, chào cô chú anh chị, chúc cho cô chú anh chị một ngày mới thật là nhiều sức khỏe ha. Hôm nay có anh khách đi một chiếc Audi A4 và lên đang coi một cái chiếc xe Audi của bên em ha, mà không biết coi có thành công hay không. Thì những cái dòng xe Audi là gặp phải đúng người sẽ mua thôi ha. Đó, anh em nào mà thích trải nghiệm thì những cái dòng xe đó nó rất là đẹp, và thứ hai là đi nó cũng lịch sự sang trọng nữa ha. Nhưng mà có phải biết chơi một chút xíu thì chơi. Thì cái bãi xe của em thì hôm nay về rất là nhiều dòng xe. Thì riêng hôm nay em sẽ quay và giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái mẫu xe mà được rất là nhiều anh chị yêu thích ha, yêu mến, ai cũng mong muốn được sở hữu em nó. Thì đây là một cái dòng xe Mitsubishi Xpander. Anh chị thấy không? Mấy cái dòng này thì được khá là nhiều anh chị thích. Tại vì sao? Nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và thứ hai, dòng này là 7 chỗ ngồi nữa, cho nên đi gia đình cũng ok nè. Chạy dịch vụ kiếm thêm cũng khá là hợp lý ha. Xe này thì đời là đời 2020, và bên em đang bán với giá là 545 triệu ha, có thương lượng cho anh chị. Và những cái dòng xe này thì nhập từ Indo, cho nên là những cái chiếc xe này đi khá là êm. Anh chị nè, máy đang nổ luôn mà không nghe tiếng máy gì hết, cực kỳ êm luôn, máy 1.5 cho nên cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và được có cái là một cái nước sơn màu trắng nữa ha, rất là thích hợp cho mình về đi gia đình. Thì bây giờ mời anh chị đi vô sâu bên trong, mình sẽ xem trước là bên trong ha. Đây, thì trước tiên là nó sẽ có là một cái lốc khóa ha. Và thứ hai, xe này là đề nổ start top nè. Và đặc biệt là trang bị là hộp số tự động. Khi mà anh chị đi di chuyển thì nó rất là nhàn và khỏe ha. Có màn hình, có cam ve đầy đủ hết rồi. Nhìn thấy vô lăng không? Vô lăng còn khá là đẹp. Vô đô đi được là 51.000. Cũng khá là ít ha. Đời 2020. Anh chị nhìn cụ số, nội thất thì bên trong thì những cái xe đời cao như thế này thì anh chị cứ yên tâm ha, về chất lượng. Và toàn bộ cái bộ ghế là da rin theo xe luôn ha. Những cái hàng ghế này là ghế rin ra theo xe nè anh chị. Và keo chị thì đủ hết luôn nha anh chị. Keo chị thì nguyên zin, bốn cánh cửa đều như nhau hết. Những cái xe mà đời cao với lại giá tiền cao như thế này thì chất lượng là ưu tiên hàng đầu ha. Shopee nè. À, nội thất bên trong thì là nội thất màu đen. Bên trong cũng một chiếc xe 7 chỗ. Này về đi du lịch đi chơi thì còn gì bằng nữa anh chị ha. Hàng ghế phía sau, hàng ghế này được có cái là trang bị thêm một cái hộc lạnh trên này nè. Cho nên là khi mà anh chị đi chơi du lịch thì phải nói là tuyệt vời, không có bị nóng ha. Còn bây giờ mời anh chị ra phía sau mình cùng xem ha. Đuôi xe thì anh chị thấy không, rất là đẹp. Biển số 68A thì bên em sẽ là bao rút hồ sơ cho anh chị ha, anh chị cứ yên tâm. Đây bên trong. Dòng này thiết kế thì cũng thấy, em thấy cũng khá là thoải mái và rộng rãi ha. Như cái hàng ghế phía sau này cũng vậy. Đây bên trong. Cái hàng ghế này mình có thể là gập xuống được nha anh chị. Nhấc lên gập xuống là bình thường ha. Đó. Còn về cái phần keo chị thì phía sau này nhìn. Nguyên hết ha. Keo chị đủ, không móc một phần. Không được, sáng coi lấy. Một cái nước sơn màu trắng. Đây bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị thêm cái nè. Mâm thì mâm đúc của xe nè. Vỏ xe thì còn dày. Đây cái đát vỏ xe nè, năm 2020 nè. Còn cánh cửa bên này. Keo chị đủ hết ha. Và cái dòng này thì anh chị thấy rõ cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó rất là ít, cho nên là được nhiều anh chị chọn ha. Nó chỉ có là 7 lít đến 8 lít thôi. Còn mà anh chị mà đi đường trường nó chỉ có khoảng mất khoảng là 5 lít rưỡi thôi, đến 6 lít trên 100 cây. Xe thì được kiếm được dán 3M hết rồi. Anh chị dán 3M hết rồi. Và đây nó sẽ có là bên trong này nè anh chị. Nó sẽ có là xi nhan gương, gập gương ha, đó, chỉnh gương. Và chống trơn trượt nè. Nhìn anh chị nhìn cái bô lăng không? Bô đô 51.000. Rồi, bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần máy ha, cái phần động cơ của chiếc xe này thì nó sẽ như thế nào. Thì cái dòng mà đời mới này á, thì cái máy nó cực kỳ êm. Nó rất là êm, đứng gần như vậy là không bao giờ nghe tiếng máy luôn ha. Bây giờ em sẽ mở lên cho anh chị coi. Những cái đời cao như thế này thì máy là nó zin 100% luôn.
Về thì bên em sẽ là bảo dưỡng ha, thay nhớt mới cho anh chị. Còn anh chị chạy khoảng chừng 4-5 ngàn thì anh chị mới thay. Đó, anh chị thấy cái dàn đầu không? Nguyên hết. Nắp capo chưa tháo. Nắp capo chưa tháo hả? Còn về phần máy móc thì bên em sẽ bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng. Anh chị cứ yên tâm. Và riêng những cái dòng máy mà đời mới này thì anh chị chạy, nếu mà chăm sóc tốt thì không biết khi nào nó mới hư ha. Này, trên này capo. Kè gì nguyên. Nguyên zin hết. Thấy đầu xe đèn rất là sáng, cái này nó có đèn định vị ban ngày nữa nha anh chị. Rồi anh chị nào mà thích những cái dòng xe Xpander như thế này thì hãy nhấc máy alo liền cho bên em ha, để được sở hữu em nó. Nếu mà anh chị không chọn được cái dòng này thì có những cái dòng khác để cho anh chị chọn ha. Thôi em xin chào và hẹn lại anh chị những video tiếp theo. Bye bye.